Phương Oanh đóng trang Facebook cá nhân vì ồn ào đời tư hay hạn chế tranh cãi với anti-fan. Đang từ một nữ diễn viên sẵn sàng đáp trả gay gắt từng bình luận với anti-fan, Phương Oanh bỗng dưng đóng trang cá nhân khiến cho khán giả thắc mắc. Showbiz Việt có khá nhiều nghệ sĩ không nhượng bộ anti-fan, sẵn sàng đối đầu đáp trả cực căng với những bình luận công kích. Và Phương Oanh là một trong số ít sao Việt đã nhiều lần tranh cãi gay gắt với anti-fan, không ngại đối đáp với từng bình luận tiêu cực trên trang cá nhân của cô. Khi chuyện tình cảm giữa Phương Oanh và Sắc Bình được công khai, nữ diễn viên đã nhận về rất nhiều lời chỉ trích nặng nề. Phương Oanh cũng đã nhiều lần đáp trả thẳng thắn trên trang cá nhân. Cô khẳng định mình không sai khi hẹn hò Sắc Bình, tự nhận mình sống tử tế, chưa bao giờ làm gì hổ thẹn với lương tâm nên vẫn có thể ngẩng cao đầu để sống và làm việc. Thời gian qua, Phương Oanh vẫn chia sẻ ảnh cô đón sinh nhật bên bạn trai, khoe về thương hiệu thời trang riêng của mình như muốn khẳng định cuộc sống của cô vẫn rất ổn giữa ồn ào. Nhưng mới đây, nữ diễn viên lại bất ngờ khóa trang cá nhân khiến cư dân mạng ngạc nhiên. Trong cuộc phỏng vấn với báo Lao Động, Phương Oanh tiết lộ rằng cô thấy các trang mạng xã hội có năng lượng độc hại với sự ẩn danh, nhiều giá trị ảo. Còn khi bước ra cuộc sống thật, cô thấy những điều tích cực hơn với nhiều điều tử tế, yêu thương. Khi đã trải qua sóng gió, Phương Oanh thầm thía những áp lực, ám ảnh do năng lượng tiêu cực từ mạng xã hội gây ra. Vì thế mà cô chọn cách khóa tài khoản cá nhân, rời xa mạng xã hội. Phương Oanh còn khẳng định cô không hề sợ hãi hay trốn tránh, không hổ thẹn gì vì điều gì. Khi đã nói xong những điều cần thiết trên mạng xã hội, Phương Oanh chọn cách dành trọn vẹn thời gian cho gia đình, người thân, những người yêu thương đã ở bên cô trong lúc sóng gió. Như vậy là Phương Oanh đã suy nghĩ, cân nhắc nhiều trước khi khóa trang cá nhân và có lẽ phải rất lâu nữa, nữ diễn viên mới trở lại với mạng xã hội.